giờ nó dọn hết cái chỗ cái hầm á. Nó có hầm Thủ Thiêm đó, kế bên cái bến Nhà Rồng á. Mà trước thì nó có lên ăn quán trên thuyền rồi còn còn không vậy? Còn còn. Đó là cái mấy cái con tàu cá đó đó. Tàu cá đi vòng vòng sông ăn nhà hàng trên sông. Nó chở qua tới Bình Quế luôn à. Ở đây nói chung là mấy cái điểm mà tham quan thì cũng có vòng quận nhất thôi. Đâu có đâu xa đâu. Mà ngày hôm nay cái đóng cửa, nhiều cái đóng cửa. Không, hồi sáng em có chở qua rồi. Chở rồi hả? Có, sáng có chở ở Nhà Rồng rồi. Tourist. Bữa nay Dinh Độc Lập nó cũng mở cửa bình thường. Có. Đó, nãy là ngày sáng là em đã động Dinh Độc Lập là chở người qua bên bên Bến Nhà Rồng. Bảo tàng chiến tranh bữa nay nó vẫn mở cửa. Nó cũng mở. Thì mấy ngày nay là cũng mở để cho du lịch tự động. Cái biết nhiều thì biết họ vô bao nhiêu tiền đồng lắm. Vậy là cái mùa này là mùa cao tốc của du lịch. Chỉ bằng cái mùa này mấy người ta nghỉ nè, ta được đi chơi nè, mới vô đó được, nên nó mới ổng đâu. Vậy là về Việt Nam đó, chứ mấy ngày người mỗi ngày quá không? Đúng rồi, rút kiếm tiền. Ngày mai chắc vắng ha. Ngày mai hết rồi, ngày mai đâu còn gì để mở nữa. Mai ngày mai nó đường, anh coi cái đường nó vắng que luôn. Đi bộ hả? Chỉ còn mấy người ta ra cái phố đi bộ này, người ta đi thêm đi chụp hình được thôi. Nguyễn Huệ chắc đông. Nguyễn Huệ là đông. Huệ đâu cho xe vô. Mà tối đi đông quá. Còn chỉ còn tới rồi. Bây giờ chứ một hồi nữa anh coi nó đông. Tại vì người ta ra là coi có bông quá. Tủa rồi coi không. Trời ơi, nó tủa rồi, còn chẳng được giờ đó. Thôi giờ ở nhà, ở hotel coi còn sướng. Đúng rồi, một hồi nữa đừng đi ra đường nữa. Nó có quán hút trên cao đó. Hút đi hết. Chỉ ra cho trang lớn cho nổi. Thơ vô đi mệt hố. Như phải bay nó thế nào. Pour la prendre? Non. Pour la prendre? Non. Oh, c'est Bitesco. Ah, mais là, on va à l'hôtel. Là. Ouais. Ah, on s'approche de l'hôtel. On va lancer le clé. Bây giờ mấy cái tàu con cá nó cũng giờ mấy nó giờ cái thứ mình lúc trước nó nằm đây nè. Hồi trước nhớ nằm đây. Giờ nó giờ đi.
partez pas tout droit. Non, pas l'hôtel. C'est la piétonne.